Một chú tiểu mất tích đầy bí ẩn khi được gửi gắm trong một ngôi chùa từ lúc nhỏ. Còn gì xót xa hơn, bởi chính bà ngoại tuổi cao sức yếu, tinh thần trở nên suy sụp khi hay tin cháu của mình đi đâu không biết. Nhờ mấy chú giúp đỡ giùm tôi tìm cháu đi về. Giờ tôi cũng nhờ cộng đồng mạng với mấy chú giúp đỡ giùm tôi để cô bác có gặp cháu của bữa đầu thì gửi về giùm tôi cũng cảm ơn. Chứ giờ không biết gì hết, cũng nhờ mấy chú và cộng đồng mạng giúp đỡ. Giờ tôi cũng có mình nó. Khoảng vài năm trước đây, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên bà muốn gửi cháu của mình vào một ngôi chùa để sau này có cuộc sống tốt hơn. Trải qua nhiều giai đoạn trung gian khác nhau thì bé được đưa vào một ngôi chùa tại tỉnh Trà Vinh. Sự việc bắt đầu xảy ra khoảng 2 năm nay khi lần đầu bà ngoại đến thăm vào năm 2021 thì cháu vẫn đang sinh sống tại chùa. Đến khi cháu mất tích thì chùa lại không thông báo cho gia đình mà lại im hơi lặng tiếng. Cho đến khi gia đình đến thăm lần hai thì nhận được câu trả lời từ sư trong chùa báo rằng bé đã đi đâu không rõ lý do. Vì quá thương cháu của mình nhưng sức khỏe thì đang yếu dần nên bà mong muốn sớm tìm được cháu của mình để rước về chăm sóc cho người mẹ mắc bệnh tâm thần đang được điều trị trong bệnh viện. Qua sự việc này, kính mong quý vị khán giả hãy chung tay giúp đỡ cho bà sớm tìm được cháu trai của mình. Pháp danh là Đạt Bảo, chùa Long An, ấp Ngãi Trung, xã Bạch Ngãi, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. Dạ, mến chào quý vị khán giả và các bạn. Hôm nay má anh em đang có mặt tại huyện Thành Phú, tỉnh Bến Tre để giúp cho một bà ngoại tìm cháu của mình, cũng chính là chú Tiểu trong hình là đã mất tích tới nay là hơn một năm, vẫn chưa có tin tức gì. Bên bà ngoại có nhờ mình đến đây đăng cái tin này với một cái hy vọng là có thể là sớm tìm được bé. Thì mình chưa có hiểu rõ cái câu chuyện này như thế nào để bắt đầu. Thì trước tiên thì mình chào ngoại ha, có chị bên cạnh giống như là cái cô hàng xóm thôi. Cũng chỉ để giúp ngoại, là cũng là cái người cũng trực tiếp là lúc trước có đi với ngoại đi qua bên chùa để tìm chú Tiểu á. Dạ, trước tiên con chào ngoại ha. Dạ, ngoại năm nay nhiêu tuổi hả ngoại? Dạ, 75. Dạ, 75. Rồi ngoại cho con hỏi nè, là cháu của ngoại là bao nhiêu tuổi á? Năm nó sinh 2009 hay gì á. Chính xác không ngoại? Dạ, chính xác năm sinh nha, sinh 2009 ha. Dạ, rồi năm nay nó tuổi con cao thì 2009, tôi cũng không biết. Dạ, cho con hỏi nè, là bà ngoại là gửi bé vào chùa bao lâu rồi? Nó đi hồi lúc nó 3 tuổi. Hồi xưa tôi bệnh rồi nghèo quá thì gửi lên cho nó nương tựa vào chùa. Rồi chưa hết ngoại khóc rồi, thấy tội quá. Cho con nhưng hỏi mẹ nó bệnh tâm thần nữa. Mẹ bệnh tâm thần hả bà? Dạ. Rồi ba bé đâu? Ba bé bỏ từ hồi lúc còn nhỏ. Ba bỏ từ nhỏ? Dạ. Giống như bây giờ bà ngoại không có khả năng nuôi nên là bà ngoại gửi vào chùa. Dạ. Là hồi xưa bà ngoại gửi vào chùa nào rồi sao mà? Dạ, hồi đó nhờ bà sư cô đưa đi, nhưng mà rồi mấy giai đoạn rồi mới qua tới ông thầy này. Sư cô cũng giống như là ngoại nhờ đến một sư cô ở một cái chùa khác. Sư cô trường cô Linh á. Chùa cô Linh cũng ở gần đây hả ngoại? Cô Linh ở chùa Tân Phong. Dạ. Rồi sư cô đó mới gửi cho bé này vào một cái chùa đó tên gì mày nói đi. Dạ không biết, con chùa sau này là chùa Long An, nó ở hiện bây giờ là chùa Long An. Còn ở lúc trước là bà sư cô gửi, tôi không biết bị gửi mấy chùa trước. Rồi bên kia nó đông quá thì ông mới gửi qua bên chùa ông này. Dạ. Bà ngoại ở con mình hả? Dạ. Ông ở chết rồi tôi ở con mình. Tôi cũng bệnh lên bệnh xuống. Hình như là ngoại bán vé số đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cháu của ngoại mất tích như vậy, ngoại có đi qua bên ngay cái chùa mà lúc trước mà gửi cho cháu vô đó không? Dạ, hồi lúc trước có đi, nhưng mà từ ngày đó tới giờ tôi định đi mà cũng nhờ chú với cô đây giúp giùm tôi, chú đi tìm thì tôi cũng bệnh lên bệnh xuống hoài, không có đi nổi, mấy chú với cô đi giùm cô này với lại chú Hùng đi giùm. Dạ, dạ nói chung tôi đi không nổi, cũng không có tiền đi nữa. Nói chung là tội ngoại quá, nói chung ngoại nói có vài câu mà ngoại nó rơi nước mắt rồi. Nói chung là cái cô bên cạnh đây nè là cái người là cũng là đồng hành với ngoại đi để mà đi tìm chú Tiểu này á, để mình hỏi cô cho nó rõ hơn cái câu chuyện. Dạ, chào chị ha. Nói chung là lúc trước là chị biết bà ngoại ở đây rồi, chị có biết là cái thông tin bé gửi vào chùa như thế nào mà lại dẫn ngoại đi tìm như vậy? Cũng như là mình cũng ngồi chơi với ông anh, rồi nghe ông anh ông mới nói là bà ngoại á hoàn cảnh cũng khổ nên thành ra là có một cái thằng bé như vậy á, rồi mẹ tâm thần rồi đem gửi lên chùa của cô Linh, chùa cô Linh rồi gửi qua một cái chùa nữa mà mình không nhớ tên chùa là gì. Được đầu cái chùa cô Linh á, rồi cái chùa đó mới gửi qua bên chùa Long An, bên chùa Long An bên Tiểu Cần Trà Vinh á. Dạ, là chùa hiện tại là chú Tiểu là hiện tại bây giờ á tu quá ha, là ở chùa Long An. Rồi lúc đó là
cái anh đó đó với xin dấu tên rồi. Đó anh đó với có dẫn bà ngoại và ngoại đi qua bên đó, rồi cũng có chụp hình là ở bên tại chùa đó. Dạ rồi. Cũng gặp mặt được một lần. Rồi lần sau nữa thì ngoại bị bệnh. Chị nhớ có mốc thời gian không? Nhớ là tháng mấy, năm mấy không? Thời gian chắc là đi qua là năm hình như 21. Năm 21 có nghĩa là cái lần đầu tiên mà bà ngoại đi qua bển thăm cháu là năm 2021. Đúng rồi. Là tức là khoảng hơn 10 năm sau khi mà gửi đứa bé từ nhỏ. Dạ. Giống như là khi mà gửi đứa bé từ nhỏ với bà ngoại nhớ bé quá. Ừ. Rồi bây giờ muốn thăm cháu rồi nhờ đến một cái sư cô ở cái chùa đó. Sư cô đó mới cho cái địa chỉ bên cái chùa lúc trước là gửi bé vào. Rồi xong mà mới qua đó là năm 2021. Rồi cái lần đó là mình có vô mình có gặp bé không? Dạ gặp. Lần đó vô là bên đây bà ngoại qua là gặp. Rồi lúc đó mình có công chuyện mình không có đi. Không. Rồi cái là lần đó mình dám mình không có đi. Dạ. Rồi cái lần sau thì bà ngoại bà chụp ở bệnh. Rồi bắt đầu là ông anh ông mới nói là ý là cái kiểu cũng như là nói về mà bên sợ bà ngoại bà yếu, mình cho hai thì bà nên thành ra là buộc ở đây là anh em mới bao xe đi. Đi qua bên đó thì điện ông thầy đó thì ông thầy mới đoạn nói là qua đi ổng bắt máy. Thì ổng dẫn đi kiếm. Thế là đi dọc đường điện hoài quay qua tới chỗ không có bắt máy. Rồi sau bắt đầu cứ đi vô nữa thì bắt đầu là ổng mới nói là thằng bé đó nói chung là nó cũng nít bạc. Thì sự rèn luyện thì trong đó ông thầy thì cũng như là bậc cha mẹ thì cũng nói không nghe thì ông cũng đó là bữa đó đi là có một anh nào đi hết là sao biết bị ổng nói chính miệng ổng phân tích cho mình. Yeah. Thì mình nghĩ là chắc thì con nít phải lì rồi chứ làm sao mà khỏi đánh được cái chuyện đó. Yeah. Nên rồi bắt đầu ổng mới nói là thấy vậy rồi ổng nói là giờ á là đi qua một lần nữa thì lần sau không gặp ổng. Thì má nó đi mất, ổng nói nó có một cái thằng bé khác á là vô rủ nó bỏ nhà nó đi. Rồi ổng nói là ổng cũng có đăng lên kiếm á thì không có thấy là tin tức gì hết. Thì ở đây mới nghe là kênh của em Tâm ở đây. Dạ. Thì ở đây là tụi chị mới nói là bàn lại nói phụ giúp bà ngoại chứ. Dạ. Mình là thuộc gì nằm giặt ở ngoài, mình thấy bà cũng tội nghiệp như là có một mình à. Thì nó thôi giờ đăng lên cái kênh của em Tâm đi. Yeah. Thì đặng em Tâm giúp đỡ cho bà để mau mà kiếm được cháu mình quay về. Mà đi hồi là ông thầy bỏ hôm qua ông nói là tháng 2 tới này nữa nè là 2 năm. Tháng 2 tới nữa là giáp 2 năm. À, 2 năm. Ờ, chị có thể cầm cái tấm hình lên giúp em không? Đây cho em hỏi một xíu ha. Rồi. Cái tấm hình này là ở đâu mà chị có mà để chị ở bên này của là ông thầy. Là cái ông thầy ổng chụp ổng đăng lên, ổng cũng đi tìm. Tấm hình này chính là bên thầy bên đó ha. À. Dạ. Rồi giống như là nguyên cái dòng thông tin đó là bên bên chùa in hả? Bên chùa in hết. Dạ. Nói chung là vậy. À. Và bên dưới là cái dòng của số điện thoại thì em che rồi, có số điện thoại là giống như lúc sau này là mình in về mình tự in thêm số điện thoại vô có cần gì liên lạc với cái anh này. Dạ. Nói chung là bên chùa người ta cũng có đăng tin đi tìm cháu đúng không chị? Đúng rồi, có. Mà dạ. Không thấy tông tích gì im ru luôn tới giờ này. Rồi giống như mà bên gia đình mình giờ giống như mong muốn là bên chùa giống như cần phải có một cái lời nói với ba gia đình hay là sao chị? Nói chung ra thì giờ thì lời nói hay hoặc như mong ông thầy đó. Dạ. Ông phụ hỗ trợ mà trong khi cháu nó ở như vậy trong đó thì giờ nó có đi ra khỏi chùa thì nhờ thầy cũng chung tay để mà giúp để mà tìm cho bé được về. Dạ. Đó là chủ yếu là như vậy. Rồi. Mình mới thấy bên đây bà ngoại ông ngoại ông rỉm chụp ống mắt thì còn mình bà ngoại hà, mà bây giờ nếu mà mình ém nhẹm như vậy thì cuộc đời bà sẽ khổ cũng tội cho cũng tội ha. Cho bà nên thành ra là mà anh em mới bàn lại nhiều lần rồi nó phải cho bà biết để đăng lên đi tìm cháu mà cháu mất là tháng 2 tới này nữa là 2 năm. Dạ. Cũng mong bà con với sự cộng đồng mạng đồ chung tay chia sẻ để giúp mà cho cháu được trở về bên gia đình. Dạ. Chứ mẹ thì bị tâm thần, cha thì bỏ. Trời ơi, mẹ bị tâm thần mẹ từ xưa giờ luôn hả? Dạ. Rồi hiện tại mẹ ở đâu rồi ngoại? Dạ lên bệnh viện trung tâm bảo trợ tâm thần ở Bến Tre. Mẹ đang điều trị trong bệnh viện hả? Dạ. Rồi mẹ có biết sự việc này không? Dạ không, giờ không muốn dám nói. Không ai biết hết. Nhưng mà mẹ của bé là vẫn còn nhận thức, nói chung là hiểu chuyện không? Hiểu sự việc không? Nói chung cũng không. Không dám nói mà nó cũng không biết luôn. Nói chung là chị không lúc biết lúc gì quê luôn. Vậy đó. Lúc khi vậy khi khác không dám nói. Rồi ba bé tới giờ là vẫn không có liên lạc? Dạ không có liên lạc luôn. Giống như là mình cắt đứt từ nhỏ luôn rồi. Ông bỏ từ lúc nhỏ mà. Đẻ ra là tôi nuôi luôn tới ngày
có đứa khác thì tại vì nó đi làm á, có đứa khác thành ra giờ nó bệnh, cũng bệnh tâm thần luôn. Bà bán vé số bà nuôi cháu hả? Dạ. Kiếm tiền lâu lâu lên thăm vậy đó. Dạ. Rồi bên phía bên chùa có cung cấp những cái thông tin gì giống như là bé mất tích vào ngày nào và đi với ai để cho mình dễ tìm kiếm hả chị? Không, không có thông tin gì hết á. Tự nhiên ở bên đây rẹt đầu là bao xe nói là tới ngày qua thăm. Mà mới qua thăm rồi qua hỏi á, thì ông thầy mới nói thôi. Nhằm khi điện á, nhằm khi ông bắt máy thì không, mà hỏi tới thì ổng làm thinh, ổng không trả lời. Nhiều khi thầy bận á. À, mà cái kiểu như mình nghĩ vậy. Nên thành ra thì mình mới nói là thôi đi qua thăm đại thằng bé thì qua, thì thầy ông nói nó bỏ chùa nó đi. Tôi phải báo về gia đình cho bên đây đi được biết là nó bỏ chùa đi vậy, đặng cho ở đây người ta biết người ta qua. Mà nay là cả tháng 2 tới này 2 năm rồi. Là tự gia đình mình phát hiện tự chứ. Gia đình phát hiện thì ra rồi bắt đầu rồi sự việc nó ồn tới, thì bắt đầu cái là mình cũng nghĩ ngày qua ngày thì để coi cái ổng tìm tới đâu, mà không thấy tìm tới đâu hết. Rồi mới nhờ cái kênh của em để mà sớm tìm được cho cháu mà nó mau quay về. Hoặc là cũng có thể là bên chùa không có số liên lạc của gia đình. Có sao số chị? Có số à? Có số. Mà bên đây điện thoại qua thì ổng không có nghe máy, ông thầy cũng không nghe máy. Dạ. Đó là vậy. Cái lần gần nhất gặp bé là vào năm 2021. Là năm 12 tuổi. Bà ơi, cho con hỏi như là mẹ của bé là lúc trước khi mà có bệnh tâm thần sinh ra bé hay là sau khi bị tâm thần mới sinh ra bé? Sinh nó ra rồi mới có bệnh. Ồ vậy hả? Dạ. Bà kể là cái quá trình lúc đó tại sao mẹ của bé bị tâm thần đi. Bởi vì đứa trước thì nó không có, đứa sau này ba nó bắt. Ba nó bắt thì lúc đó nó còn mới có 2 tháng rưỡi thôi. Rồi bắt đứa nhỏ nó mới, má căn hậu nó mới lên. Đưa lên tới Tiền Giang luôn mà người ta tiền không có tiền, không có điều trị được. Tại tôi không có đủ tiền, nghèo quá không có đủ tiền. Mới đưa về Hữu Định. Cũng hoàn cảnh cũng khó khăn nữa, đi bán số thì nhu nọ. Bà ơi, bà có những cái giấy tờ gì liên quan đến cháu bé không? Dạ, bên chùa lấy hết, cây xanh này kia bản nhất. Nghe lời bà nói á, thật sự nãy giờ con cũng kìm lòng không nổi. Tại vì á, khi mẹ của bé vừa sinh bé ra là bé đã bị cha ruột đòi bắt đi. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi lúc đó mẹ của bé mới bị trầm cảm sau sinh, là bị phát lên bệnh tâm thần. Dạ. Rồi bây giờ là đang điều trị ở nhà hay là đang ở Bến Tre, tâm thần ở Bến Tre, ở trung tâm bảo trợ Bến Tre á. Là mình gửi vào đó mình có tốn tiền hàng tháng không? Dạ không, cũng hoàn cảnh nghèo cũng tốn tiền đóng. Dạ. Bên đó có người nuôi luôn hả bà? Dạ không, cũng gửi trong đó luôn rồi mình bỏ ra đi về đâu có đóng tiền. Giống như là mình bỏ luôn, như bỏ hẳn luôn. Dạ. Trời lâu lâu lên thăm. Ở bên đó người ta có nói gì mình không? Dạ không, bởi vì ở đây là hoàn cảnh tôi nghèo quá rồi. Ở xã ta ký cho gọi. Dạ, giống như là ở xã ta đại diện ta ký giùm ha. Dạ, nên không có đóng tiền. Rồi nhưng mà lâu lâu mới lên thăm nó. Dạ, hiện tại bây giờ bà ở nhà bà đi bán vé số vậy rồi có ai chăm sóc bà không? Dạ không, tôi bệnh tôi cũng có một mình à. Trời ơi. Bà chỉ có cái tấm hình này rồi, từ lúc mà cháu bà bị mất tích như vậy rồi bà có cầm cái này đi vòng vòng đi kiếm cháu bà không? Dạ không. Chúng vì có... mới mình mới cho bà hai đi thôi. Bây giờ bà bệnh tim. Nếu mình cho bà hai bà sẽ bà bây giờ bà nhớ cháu quá. Giống như là chị hàng xóm ha. Là cái câu chuyện mất tích này là chị biết trước. Chị với anh nó biết trước. Dạ. Nhưng mà vì sức khỏe của bà kém nên chị đúng giấu rồi. Luôn tới hiện tại bây giờ. Có giấu luôn. Rồi bữa rồi gần đây là thấy bà khóc nhớ cháu, chị mới nói thật với bà nghe. Chịu không nổi. À. Nên kêu bà là phải vững tâm thần đi, tâm lý nó hết đi, đẹp đầu đây con mới nói cho bà nghe. Đặng con mới nhờ là bên anh em YouTube á, là bên anh Tâm Ròm á, là đăng lên tìm giùm. Rồi bà mới giữ sức khỏe mà cũng rầu. Nói chung nhớ cháu mà không biết như thế nào. Đó. Nói chung là đây được cô hàng xóm tốt bụng, tại vì cái sự việc đó nó xảy ra là năm ngoái rồi. Nhưng mà cũng giấu luôn, tới giờ bà chịu, thấy bà chịu không nổi nó mới dám nói thật cho bà nghe ha. Đúng rồi. Chú Tiểu này á mà còn ở trong chùa thì bà qua thăm hoặc là xin đón về nhà. Đúng rồi. Để mà có chứ sau này bà có ngã bệnh hay sao đó thì có cũng có người chăm sóc để chăm nom nè, nhìn bạn lo cho bà, chứ bây giờ thấy bà trăm tuổi già rồi một mình lủi thủi bán từng tờ giấy số rồi không biết từ ngã xuống lúc nào nữa. Mình thấy như vậy mà mình nếu mà mình không giúp á thì mình làm con người mà mình mất cái lương tâm đi. Dạ. Mình cứ ông anh ông cứ điện ra cái hai anh em cứ bàn mà không biết làm sao cái cách nào để giúp. Mình nói thật thì không dám nói. Biết đó mà không dám nói. Dạ. Rồi mình mới nói với bà với ông anh á, thôi bây giờ vậy bàn kêu bà cụ ra để mà mình nói cho bà xong rồi mình mới điện là anh em mới qua đây để hỗ trợ giúp bà. Chứ nếu mình không nói rồi sau này có chuyện gì ra bà cũng hẳn ngang, mình ăn hận nữa. Mình tha mình không biết đó, mà mình biết mình không nói không giúp người thì thấy không được.
Bà cái cấp mà khi mà bà hay tin là cháu bà mất tích đó, cái trong lòng bà nghĩ như thế nào? Cái bữa mà chị gái nói cho bà biết đó. Dạ tôi cũng buồn, tôi ngủ không được, đêm tôi cũng về tôi cũng khóc, tôi cũng mới đường sao tìm. Nhưng cũng nhờ đây cô nói giùm chứ nếu cô không nói tôi cũng không biết, mà khi tôi biết rồi chẳng biết làm gì nữa. Thì thôi giờ nhờ mấy chú giúp đỡ giùm tôi tìm cháu tôi về. Trời bà hoảng quá. Cái lúc mà bà qua thăm cháu á bà, cháu của bà nó vui không? Nói chung là cái tình dạ, cảm vui, nó, cái tình nó, cảm nó, giữa nó, hai nó bà cháu á. Người lên nó là cháu nội, cháu bà ngoại nó mừng lắm. Mừng lắm hả bà? Dạ. Trời ơi, nói chung là có những cái tấm hình là khi mà bà ngoại qua thăm cháu á thì có cái gì mình mấy anh em sẽ chèn vào cái lọc vào video này để khán giả dễ hình dung hơn. Dạ tôi cũng nhờ cộng đồng mạng với mấy chú giúp đỡ giùm tôi để cô bác có gặp trả thú ở đâu thì gửi về giùm tôi cũng cảm ơn, chứ giờ không biết gì hết, cũng nhờ mấy chú và cộng đồng mạng giúp đỡ. Giờ tôi cũng có mình nó, mẹ nó bệnh tâm thần nữa. Nếu mà mình biết cháu mình ở đâu là bà sẽ bằng mọi cách bà sẽ đưa đón cháu mình về đúng không bà? Dạ. Giờ bà không biết sao bà đón đây nè. Ví dụ có ai mà hay tin cũng hỗ trợ bà đi chứ, hoặc là đúng rồi giúp bà thì sợ bà thì nếu mà em có hay tin thì em liên lạc với anh đó đó, dạ. Anh đó sẽ hỗ trợ qua để mà em ghi hình với em trước. Nhưng mà quan trọng bây giờ cháu đi 2 năm mà lúc mà cháu đi á là cháu đã cạo đầu đã quy y trong chùa, mà khi mà bây giờ cháu ra nếu mà cháu ở ngoài đời mà cháu đi bụi đời đi mình cũng chưa chắc mình nhận cái cháu là sao nữa. Đúng rồi. Tại vì cái thời gian 2 năm nó làm cho con người mà thay đổi rất là nhiều. Nhiều khi cháu nó để tóc á, để tóc ra dài khó nhận dạng lắm. Ở đây là anh em mình chỉ biết thôi, anh em mình đánh xe qua bên đó rồi có gặp ông thầy ngồi trao đổi với ông thầy. Lần trước đánh xe là đi 4 người, lần sau là đi 2 người. Dạ. Có tài xế nó kêu là bây giờ đăng lên hôn, ông nói không, mình qua đi gặp ông thầy, cơm thầy trả lời sao. Thì thầy nói là nó cứ nói là nó bỏ chùa đi thôi. Thì thầy nói để thầy phụ đi tìm thôi chứ ngoài ra vậy thôi, chứ ngoài ra không có cái câu trả lời đó, đối đáp nào hết. Nói chung là thầy nói vậy thì mình nghe vậy thôi. Ở đây có mục đích chính của bà đây thì nhờ mấy anh em đến là để tìm chú Tiểu. Đúng rồi. Đó. Mà nhưng mà chú Tiểu thì mất tích ở trong chùa thì đâu đó thì cũng phải có một cái phần liên quan nào đó với bên gia đình. Có một tiếng nói để cho nó rõ ràng. Thì cũng nhờ mấy chú với con đồng mạng là tôi cũng chẳng biết nói gì nữa. Rồi bây giờ bà nói đi, bà nói cháu của bà tên gì, chú Tịa nó xuất gia vào năm nào, và cái pháp danh của bé đó để lên cho mọi người ta dạ, biết. Nó ở ngoài tên gì? Ở ngoài nó tên là Nguyễn Hoàng Tấn Kiệt. Nguyễn Hoàng Tấn Kiệt. Rồi. Dạ. Bà gửi nó qua chùa hồi năm nó 3 tuổi còn xuất gia. Cái mái chùa đó chùa tên gì bà? Hồi lúc trước thầy gửi đi tôi không biết, nhưng sau này ở Long An. Là chùa Long An, chính xác chùa Long An. Tại trên đó hiện giờ cái hình đó đó. Là bây giờ đọc chính xác địa chỉ chùa luôn đi. Là chùa Long An này là ở đâu vậy chị? Ở đây hả? À. Nói chung là chú Tiểu này đi lạc nè. Chị đọc đi, chị đọc có đọc lớn lên. À, chú Tiểu này là tên Nguyễn Tấn Kiệt. Dạ. Nguyễn Hoàng Tấn Kiệt đó. Nguyễn Hoàng Tấn Kiệt. Pháp đánh là pháp danh mà ông đi pháp đánh thấy chưa? Pháp danh là Đạt Bảo. Đạt. Chùa Long An, ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh. À, là chùa Long An luôn ha, tên chùa Long An. Chùa Long An luôn. Dạ. Ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi. Dạ, thì quý bà con cô bác mình ha, thì nếu mà có thấy cái cháu trai này có cái giống như là cái gương mặt hao hoặc giống mà cái cháu mà giống như là cháu ngoại của bà đây, thì mong mọi người hãy hỏi thật kỹ coi phải cháu từng xuất gia tại ngôi chùa đó không. Tại vì cái điểm ghi mấu chốt là chỉ là từng xuất gia tại chùa Long An thôi. Đúng rồi. Chứ ngoài ra giờ cái tìm thông tin này cũng hơi khó. Đúng rồi, ở trong chùa Long An. Nếu mà bây giờ thời điểm mà đi 2 năm thì chắc giờ cũng chưa có căn cước đâu. Tại vì bé nó trong chùa cũng khó làm giấy tờ nữa. Với cái xanh thì ở nhà chùa đang giữ mà. Đúng rồi. Giấy tờ nói chung là ở nhà chùa đang giữ. Dạ. Chung là giờ gặp bé hỏi chắc bé còn biết pháp danh đó là gì. Hỏi cho nó biết á. Biết. Đó là nó không nghe. Rồi có cái thằng nhỏ nào ở đâu ở ngoài á thì nó vô nó rủ bé đi, nên là thầy cũng không nói. Lúc đó mình có bức xúc quá mình có nói như vậy, đáng lý ra là thầy phải có trách nhiệm, thầy chủ trì thầy phải có trách nhiệm. Bữa thì ông anh ổng mới đạp vô mình. Dạ. Ổng mới nói là đừng có nói như vậy, nó không, mình phải nói, bị gì đáng lý ra là thầy, người ta giao trách nhiệm hết cho thầy thì thầy phải là có trách nhiệm để báo gì cho gia đình.
mà như vậy là đâu biết đi phương trời nào. Mình nói là tại sao nó đi ra khỏi chùa mà thầy không báo về, thầy nói để cô cái bữa hai nó có về hay không đó. Thế là không thấy là tự nhiên sau mà mấy tháng sau, nói chung ra là mấy tháng sau mình qua thì cũng chẳng thấy cái gì hết. Vô gia đình qua mới lỡ dẻ, gia đình qua mới biết thôi, chứ nếu gia đình không qua là không biết. Khi Hoàng tôi đi khám bệnh đó, bác sĩ cứ nằm nhập viện mà đâu có người đưa đi đâu mà đi. Trời ơi, phải mua thuốc về nhà uống. Bây giờ bà bệnh là không có ai chăm sóc bà luôn á. Dạ. Bà còn em, anh em gì không? Có em mà đứa nào cũng có gia đình hết trơn, không có đứa nào không ai lo hết. Hồi nãy trước khi vô câu chuyện con nghe nói là bà là được nhà người ta tặng chứ không phải bà không có nhà nữa đúng không? Dạ đúng, của chùa nhưng mà ở ngoài Long Thành. Là người ta vô đây thấy hoàn cảnh mình khó khăn, người ta cho mình cái nhà tình thương. Dạ hồi lúc trước tôi đợi bệnh tôi nằm tên chùa cô Linh á, thì cô Linh mới xin nó tên chùa Long Thành á. Dạ. Mới cho một cái chùa cái nhà. Dạ. Đó giờ con hỏi thiệt bà, khi bà nghe cái tin này đó rồi bà có cái điều mong muốn gì mà phía bên nhà chùa có như thế nào không, bà nói con nghe thử. Như cái nỗi lòng của bà có buồn hay giận gì cái ngôi chùa đó không? Dạ không, tại vì không biết cháu tôi chắc nó cũng nghe lời nó mới bỏ đi chứ không phải nhà chùa. Nhưng mà cũng chắc cũng rầy nó đó. Nó cũng nghe lời nó mới bỏ đi. Chứ tôi không nghĩ gì ở chùa, coi như là ông thầy coi như là con cháu ông thầy cũng rầy dạy nó thôi. Bị đông mà phải dạy rầy nó mới được. Bên chùa bển là cũng có nuôi dưỡng nhiều bé giống như cháu của bà phải không bà? Dạ hồi lúc trước tôi qua là có 5 đứa, còn bây giờ tôi không có qua nữa, tôi bệnh tôi không có qua. Bây giờ là tôi không có qua thì cũng nhờ cô đi giùm chứ tôi không có đi qua bển. Thì lúc trước có 5 đứa thôi. Dạ. Thấy bà nói chuyện tai bà rung hết trơn. Cái tai bà bệnh hay là bà đang lo sợ bà rung? Dạ nó sợ quá nó rung. Sợ nó rung. Tôi phải tội quá. Dạ. Tại vì anh em mình nghĩ mình đánh đổi lại thấy bà giờ có còn có mình à, có đứa cháu mà bà mất tích nữa thấy quá là xót. Bà ơi, bà có thể là cung cấp lại họ tên của bà giống như là cái tuổi của bà để nhiều khi khán giả người ta biết á. Dạ Lê Thị Phích. Bà Lê Thị Phích. Dạ, dạ. Bà sinh năm bao nhiêu bà? Có giấy chứng minh tôi cũng quên. Quên luôn. Bà quên luôn năm sinh của mình rồi. Tức mà. Bà Lê Thị Phích. À, sinh năm 1949, 7 mấy tuổi rồi trời? 7 mấy tuổi? Ngày 27 tháng 9 đó. 74 tuổi? 75. 75 tuổi rồi. Dạ, bà cắt đi bà. Rồi bây giờ chị hàng xóm nè, thì em xin hỏi chị xíu em. Thì cái thời điểm mà chị đi gửi bé giùm cho gia đình đó, đúng không? Không, nói chung là gửi thì mình không có gửi. Không, ông anh, con không có đi. À, là người anh của chị gửi đi giùm ha? Người anh cũng như anh em biết. Giống như là gia đình mà thấy gia đình khổ quá mong muốn bé nó có một cái nơi môi trường tốt hơn để nó sống, giống như là cho nó vào chùa nó ăn nó học để sau này nó trở thành người tốt có ích cho xã hội. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà gửi á, thì cái lần thăm đầu tiên là anh chị qua bên đó là thấy bé nó đã có bên mặt ở bên chùa. À, lần đi á là có ông anh nó đi. À. Ông anh nó đi với ông là ngoại. Xác nhận là đi là có gặp bé bên chùa đó rồi. À. Bắt ông chị mình không có đi. Dạ. Rồi lần thứ hai là mình đi với ông anh. Ừ. Đi với hai người kia nữa. Dạ. Thì là bốn người mà bà ngoại với ông ngoại không có đi. Từ lúc mà gửi bé về bên đó là chị qua đó thăm được mấy lần? Đi qua hai lần mà nói chung không thấy bé. Lần đầu tiên là thấy thôi. Lần đầu tiên là tôi thấy. Ông ngoại bà ngoại là thấy. À. Chứ mình không thấy. Lần thứ hai. Lần thứ hai mình qua là không có thấy. Là chỉ thăm được một lần duy nhất là thấy bé tại ngôi chùa đó thôi. À. Rồi lần thứ hai qua thăm bất ngờ là cũng không thấy. Không thấy, rồi lần sau mình đi bất ngờ lần nữa cũng không thấy. Là rồi. Mình là có mặt chị là hai lần là không thấy bé. Không thấy. Rồi lúc đó là mới biết là bé nó mới bỏ chùa đi. Ông thầy ông qua ông trình bày với mình. À là thầy chủ trì bên đó mới chạy qua bên đây luôn. Ông ngồi ông mời nước uống đồng bào ông ngồi trình bày với mình. Uống ở bên chùa hay là bên đây? Chùa, ở bên chùa luôn. Dạ. À. Rồi chứ cái lúc đó sao chị mình chạy trao đổi. À thì mình với ông anh có hỏi là bé là sao vậy thầy, rồi thầy mới trả lời là ôi nó giờ mấy đứa này nó nói kêu nó làm cái này nó không làm, kêu nó làm cái kia nó không làm. Thì thầy có bực tức, thầy có lấy mấy cây roi rồi xong á thầy nói thầy cũng răn dạy nó, rồi thầy nói là nó không nghe. Thì có cái thằng nhỏ nào ở đâu ở ngoài á thì nó vô nó rủ bé đi, nên là thầy cũng không nói. Lúc đó mình có bức xúc quá mình có nói như vậy. Đáng lý ra là thầy phải có trách nhiệm, thầy chủ trì thầy phải có trách nhiệm. Bữa thì ông anh ổng mới đạp vô mình. Yeah. Ổng mới nói là đừng có nói như vậy, nó không mình phải nói, bị gì đáng lý ra là thầy người ta giao trách nhiệm hết cho thầy thì thầy phải là có trách nhiệm để báo gì cho gia đình, mà như vậy là đâu biết đi phương trời nào.
người thì thầy nói đi xuống cái bến xe Vũng Tàu kiếm, đi đầu này đầu kia kiếm mà kiếm đâu có gặp. Thì hỏi là thầy đi sao thầy biết, nói là đi mất mấy hôm không thấy nó về đó, nên thành ra thấy như vậy là đi luôn. Mất mấy hôm thì thầy cũng phải là đi, phải đi ra ngoài thầy kiếm chứ. Dạ. Thầy không đi kiếm, thầy nói có thằng nhỏ ở ngoài nó đi vô, nó vô nó rủ thì vậy thì chơi thì nó đi luôn. Dạ. Đó nên thầy nói như vậy thì ông anh á, ông mới nói là ủa sao lúc đó sao thầy không báo về. Thầy nói để coi có mấy bữa nó có về không, mà thế là vậy thôi thầy không nói hết. Để ở đây tình cờ anh em mới qua thôi, mới qua thăm đã coi nó sức khỏe làm sao, đặng xin ổng rước về đây cho bà ngoại bất ngờ. Nên không ngờ là đi qua là không thấy, hai lần thì không thấy. Trời. Đó. Nên hai anh em mới là cứ ra quán cà phê cứ bàn hoài, bàn cái sự việc này hoài mà không dám nói. Thì chụp ông ngoại ông bệnh, ông bệnh rồi bắt đầu quay qua đây ông ngoại ông mất, rồi quay qua bà ngoại bà bệnh, làm sao dám nói. Ông anh ông nói bây giờ sao Phượng, thì mình nói phải nói chứ không nói ra thì có chuyện gì, thà mình không biết chứ mình biết mình ém mà sau này mình còn tội cái tội nặng hơn nữa. Thì mình nói đi cho cộng đồng mạng anh em á, chia sẻ để mà kiếm giùm. Về cái đó là cũng một cái phước đó, dù không có giúp được tiền bạc thì mình cũng giúp được những cái lời ăn tiếng nói đó, là để giúp cho bà, để trấn áp tinh thần bà, nói bà ráng đi không sao đâu, ở đây là anh em sẽ nhờ để mà tìm về cho, rồi bà mới yên tâm. Nói chung bà nghe từ sáng giờ là bà mừng dữ lắm, mà vừa mừng mà vừa rung, không biết là có tìm được hay không đó. Mà mình nghĩ đi nay hai tháng hai tới này nữa là 2 năm rồi đó, mà tại sao mà mất liên lạc luôn, đó là như vậy. Nói chung giờ tụi em cũng chỉ cố gắng đăng cái bài viết này lên thôi. Em nghĩ là nếu như mà đăng cái video đó lan tỏa thì chắc chắn người ta sẽ nhìn thấy. Đúng rồi. Cái khả năng là nhìn thấy cao lắm. Dạ. Bây giờ cho em hỏi chị ha. Thì khi mà bên nhà chùa báo một cái tin mà nó không rõ ràng, mà nó không chính xác như vậy á, rồi anh chị có nói gì với nhà chùa không? Nói chung có, bữa đó là hai anh em có ngồi đó bàn nói. Nói mình có ngồi trao đổi với ông thầy đó. Dạ. Mình nói là tại sao nó đi ra khỏi chùa mà thầy không báo về. Thầy nói để coi cái bữa hai nó có về hay không. Đó. Thế là không thấy là tự nhiên sau mà mấy tháng sau. Nói chung ra là mấy tháng sau mình qua thì cũng chẳng thấy cái gì hết. Vô gia đình qua mới lỡ dẻ. Gia đình qua mới biết thôi, chứ nếu gia đình không qua là không biết. Vậy là từ cái lúc mà chị qua mà chị hay tin bé nó đi. Rồi chị cũng để im lặng cho mấy tháng sau luôn. Để coi cái thầy tìm có ra hay không. Cũng không có dám là bứt dây động rừng, để khi bà ngoại bên đây rồi bà bệnh bà lo bà sợ. Rồi lần sau qua đột sức nữa, anh em qua là chuyến sau cũng bao xe du lịch đi, hai anh em đi nữa. Thì qua thì ông thầy ông cũng nói là có đang đi tìm, nói lơ phớt qua thôi chứ ngoài ra là thầy cũng chẳng nói gì. Mình nghĩ thì chắc ông tìm không ra nên thành ra là ông mới phớt lờ qua vậy. Đó, ông nói chừng nào ông tìm được ông báo. Mà mình thấy càng ngày cái thời gian nó càng dài quá. Sốt ruột chứ. Sốt ruột. Nói chứ con mình đi là mất chừng ngày hai ngày mình đã sốt ruột, mình đăng mình kiếm đồ cho đựng, nói chi 2 năm. Ông cũng như là cũng không quan tâm mà cũng là trách hờn nó, cái kiểu cái ý là như vậy. Ông nói là thầy nó ngỗ nghịch. Nên mình không biết là cái sự ngỗ nghịch ngày xưa gửi vô thiền ngoan hiền, không biết ngày nay có ngỗ nghịch hay không là mình không có biết. Thì chính miệng ông thầy nói sao mình nghe vậy, mình đâu ở bên đó mình chứng kiến. Đó thì ông nói là nó ngỗ nghịch, nói nó kêu nó bằng cái này nó không bằng, kêu nó bằng cái kia nó không bằng. Rồi thế là chụp đó là ở đâu có cái thằng đó nó đi ngang rồi nó vô rồi nó rủ thì ngủ rồi đi luôn. Nó xin vô nó ngủ nó ở nhờ, nó cũng như xin cơm nó ăn. Ở nhờ đêm nữa hả? Ở nhờ đêm đó. Cái câu chuyện này nó gheo, nó vô lý thật sự. Nó là như vậy. Ông nói là nó ở ngoài đâu ngoài Vũng Tàu á, thì nó đi lỡ đường. Nó vô cái mình còn hỏi ông một câu, đúng rồi giờ mình còn nhớ, mình hỏi ông một câu. Giấy tờ thằng đó tên gì thầy có biết không? Khi người ta thầy cho người ta ngủ qua đêm là thầy phải nắm chắc giấy tờ. Chứ nhầm khi mình trước những cái người không có giấy tờ những khi thầy nó lúc đó nó không có giấy tờ. Thầy phải hỏi tên tuổi nó đặng ở đây, nếu mà thầy không tìm được ở đây người ta sẽ đi tìm. Đó, nên ông nói vậy, ông nó không có giấy tờ. Nói vậy là thầy chứa vậy là cũng không đúng. Rồi ông anh ổng có đạp vừa mình, ổng mới nói á, em nói làm chi, mình nói mình phải nói chứ, bởi vì mình mới biết cái thằng đó ở đâu, đặng nếu mà thầy không tìm thì mình đi lên tư kiếm mình đó mình tìm. Cái mấy người kia nói, ổng nói chắc giờ nó đi ra bến xe Vũng Tàu gì đó, xuống Long Hải gì đó. Cái mình với ông anh này có bao xe du lịch xuống tới Long Hải luôn. Xuống Long Hải luôn. Trời ơi. Vì ổng nói sao mình nghe vậy. Dạ. Thì mình xuống cái đó là hai anh em mới là có bao xe ôm đi cầm tấm hình đi theo hay gì. Nói chung cầm tấm hình đi theo mà che cái vụ hai anh em đi y như hàng khùng chứ. Đi kiếm mà mình đi xe ôm mà đẹp là mình cầm tấm hình mình hỏi. Mình hỏi là như vậy. Sốt thiệt.
thì nói chung là mình đi như tìm kim đáy biển vậy đó. Đúng rồi, một kim đáy bể vậy đó. À, chị khi mà chị qua bên chùa bên đó là cái những vị mà sư nè, rồi rồi các em thiếu nhi là đông không? À, lúc đó mình qua là cỡ 5 đứa nít. 5 đứa nít. À, rồi mình... các vị sư lớn có không? Không, có một mình ông thầy đó ở trong cái phòng đó thôi, phòng lạnh đó thôi. Rồi ủa là vậy xuống. Là chùa đó là chị không thấy được những người khác hả? Không có thấy, bởi vì bữa mình qua là cũng 12 giờ 1 giờ rồi à. Mà mình không biết là người ta về mấy người nấu cơm, mình tính cố tình mình xuống nhà bếp mình hỏi à. Để nhằm khi á là cái thằng này nó có ngủ nghịch hay không. Đúng rồi. Rồi cái thằng nhỏ á, cái thằng đó trả lời thằng đó cũng cỡ là 14, 15 tuổi á, hai ba đứa mà à. Nó nói là nó nói mà nó không dám trả lời với mình, mà nó chỉ gục gục đầu nó đi không à. Nó không có nói là ý là cái bạn này nè. Thì dĩ nhiên là nó nói bạn này lì thì thiệt, này có người vô rủ rồi đi, chỉ nói mà lại đi chứ dứt khoát không bao giờ mà trực tiếp mà nó nhìn ngay thẳng mặt mình à. Thì mình cũng nghĩ là thôi chắc là nó bận cái công bận việc gì đó, nên thành ra là nó không có nhìn mặt mình. Yeah. Mình chỉ nghĩ vậy, mà sau thời gian càng ngày càng trôi càng trôi, thì có nói với thầy, mình trước khi về thì hai anh em có nói với thầy là nói là thầy ơi nhớ cố gắng giúp giùm nghe thầy. Thầy nói chừng nào có thầy liên lạc. Mà tới chừng ở đây mình không thấy liên lạc thì ở đây liên lạc lại thì thầy không chắc máy. Dạ. Nói chung thì cái câu chuyện này thì nó nghe nó giống như nó bị một cái giống như là che giấu một cái điều gì đó mình cũng không biết được. Ở trong cái câu chuyện thì mình không có nắm chắc phần nào. Tại vì khi mà chị qua đó em nghĩ là chị không hỏi thăm được một cái chuyện gì không, hết. Không hỏi thăm, mình cố tình đi hỏi thăm mà không có hỏi thăm được cái gì hết. Tính ra là trong chùa đó chị gặp đúng mỗi cái vị sư đó thôi. Cái chùa đó có đúng một rồi. Mình ổng thôi. Không có ai nữa hết á. Cái chị nấu cơm chứ đi về. Đúng là cái mục đích cái dấu hỏi là vậy. Mà khi thằng bé đó ở ngoài đời đó là nó đi ngang nó ngủ là ăn cơm chứ xin ở ăn cơm chùa. Rồi nó ngủ là thầy phải biết khách danh biết tên tuổi của nó. Đúng rồi. Rồi thầy mới chứa nó được chứ. Chứ khơi khơi nhằm khi cái nhà mình mà sao mình dám chứa người lạ trong nhà được. Thì thầy cũng phải con ở đâu. Dù thầy là có tấm lòng Bồ Tát mà. Thì thầy nói phải cho ăn cơm thì thầy giờ, phải hỏi. Xã hội bây giờ mà chị muốn xin ở chùa hay là ở miếu chị cũng phải có đưa thông tin cho người ta biết chứ đâu phải muốn ở là ở đâu. Đúng rồi. Thì mình nói như vậy mà mình hỏi mình vấn thầy, mình hỏi không phải mình vấn. Mình nói là thầy ơi như thằng bé đó đó, nó vô đây nó thầy nói là thằng nó cỡ 15 16 tuổi. Mà mình hỏi là thầy có hỏi địa chỉ quê quán nó không? Nó có để giấy tờ gì để qua đêm không thầy? Thầy bảo là không. Mà ủa sao thầy hỏi thầy không hỏi tên nó sao thầy biết người ta vô người ta dẫn người đi như vậy thầy? Thầy nói thầy không có hỏi. Ủa thầy không có hỏi thì mình cũng thắc mắc là cái chỗ đó như vậy. Mình về mà nói ông anh. Cái này giống như đổ thừa qua toàn bộ trách nhiệm cho cái người ở đi đường. À, đổ thừa qua cho thằng dẫn. Thì cái câu chuyện này thì sợ thì khi mà mình nói sâu vào thì nó sẽ bị đụng chạm. Đúng. Tại vì cái vấn đề là mình đã khó khăn mình mới gửi cháu mình đi chứ không ai muốn gửi cháu mình cả. Nhưng mà qua tới bên đó thì đáng lẽ phải có một câu trả lời đó thích hợp và nó thích đáng cho người nhà. Còn đằng này thì giống như là lấy một cái cớ là có người khác dẫn đi. Ủa chùa đang bảo vệ, ủa đang giữ, nếu mà không có trách nhiệm tại sao đi dám nhận em bé mà giữ. Đúng nhận rồi. Con chú tiểu mà nhận chú tiểu mà người khác rủ đi mà nhà sư không biết chuyện gì hết. Đúng coi rồi. Như là nhẹ như lông hồng gì đâu được. Lỡ như nó ra ngoài nó xảy ra nó làm gì phạm pháp thì nhà chùa cũng bị ảnh hưởng vậy. Phải chịu trách nhiệm á. Mà tại rằng này mà sao mà cái này thì nó hơi bị vô lý. Đúng thì rồi. Thôi bây giờ mà em sẽ cố gắng anh em sẽ về truyền tải nội dung này lên. Thì cái điều mà chị đã chia sẻ thì mọi người cũng đủ hiểu là cái câu chuyện nó đã ra sao rồi. Mình cũng không muốn để mà đi vào sâu vấn đề quá. Dạ thì thôi bà ơi, bà gắng cố gắng bà giữ sức khỏe nha. Thì ở đây tụi con sẽ gắng cố gắng về đủ làm đủ mọi cách để tìm cái thông tin của bé. Thì có gì tụi con sẽ cho anh chị này hay, rồi anh chị này sẽ báo cho bà hay nha. Bà đừng có buồn nha. Thì bé này nếu mà thật sự nếu mà bé này còn sống thì tìm nó được. Đúng rồi. Dạ. Chỉ sợ là bé nó xảy ra cái sự việc gì đó ngoài ý muốn thôi. Dạ. Đó, con nghĩ là cũng con không có mong muốn cái điều xấu nhất nó xảy ra. Dạ. Chỉ mong muốn là bé nó còn ở trên cõi đời này là được. Dạ. Hoặc là nó như thế nào thì mình vẫn tìm ra được nó. Dạ. Dạ. Dạ tôi cũng cảm ơn chú và cộng đồng mạng giúp đỡ. Dạ. Tại vì giờ tôi cũng có một mình thôi, nhờ mấy chú giúp đỡ cho chở tôi được về với tôi. Dạ. Không như qua những ngày tuổi già chứ giờ còn có một mình nè. Dạ. Quá trời nhót ruột nhót gan của như chị ơi. Dạ rồi, thôi em cũng cảm ơn chị đã nhấn một ít thời gian ra để mà chia sẻ cái câu chuyện này cùng với bà để cho tụi em có thể có cố gắng để tìm được bé ha. Dạ rồi, thôi giờ trường cũng xin chào tất cả quý cô chú anh chị đây ha. Dạ rồi. Cảm ơn chú. Rồi, mấy chú.